Không, mày có muốn vào Thanh Hóa chơi với mợ mày không? Không, cháu không muốn vào. Thế là cuối năm mợ cháu cũng về. Sao lại không vào? Mợ mày phát tài lắm, có như dạo trước nữa đâu. Mày dại quá, cứ vào đi, tao chạy cho tiền tàu. Vào mà bắt mợ mày may vá sắm sửa cho và thăm em bé chứ. Sao cô biết mợ con có con? Ấy là tao nghe cô Thông nói thế. Vậy mày hỏi cô Thông chỗ ở của mợ mày, rồi đánh giấy cho mợ mày, bảo dù sao cũng phải về. Trước sau cũng một lần xấu, chả nhẽ bán sới mãi được sao? Với lại, rằm tháng 8 mới là giỗ đầu cậu mày. Mợ mày về, dù sao cũng đỡ tủi cho cậu mày. Và mày, cũng phải có họ có hàng, người ta hỏi đến chứ. Cô nhờ một bạn xác định rõ là cái vai xã hội, vai thoại ở trong cái bộ phận này như thế nào, quan hệ của họ là quan hệ gì và vai thoại như thế nào. Cô mời bạn My. Con thưa cô, trong hội thoại vừa rồi thì giữa bà cô với bé Hồng thì là theo quan hệ tuổi tác ạ. Quan hệ tuổi tác, tức là quan hệ trên dưới đấy, phải không ạ? Bà cô là thế nào? Bà cô là người trên ạ, người lớn tuổi hơn bé Hồng ạ. Còn bé Hồng thì là cháu ạ. Là cháu cho nên là vai dưới hơn gì? Vâng ạ. Cô vẫn thấy rằng là con cần phải bổ sung một chút nữa để xác định rõ cái vai của bà cô đầy đủ hơn một chút nữa, chứ không phải quan hệ tuổi tác không đâu. Và còn quan hệ thân tộc nữa ạ. À, thân tộc ở đây đó là gì? Bà cô là vị trí gì con? Cao hơn ạ. À, cao hơn. Thế còn thì là bé Hồng thì là ở vị là trí phận thấp hơn. Cháu, đồng phận làm cháu đúng không? Đúng rồi. Như vậy là cái quan hệ, tức là cái vai vai xã hội trong cái cuộc thoại này là bà cô. Là ở vai gì đấy em? Vai trên. Và bé Hồng là vai dưới. Với cả hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bà cô nhiều tuổi hơn. Đấy, cho nên bà ấy cao hơn. Và thứ hai nữa, vì bà là cô cơ mà, bà là bề trên. Thế cho nên là rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái vai xã hội nó